Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dự án DE Fluency nha các anh em. Tham gia dự án này tất cả anh em nhận được DFI, một lượt ghép là 7 một lượt ghép được 7 tốc cần DFE. Một con này một DFE bằng 10 đô ta. Một dự án này hy vọng mình về các bạn. Rồi đi thôi, dự án quản lý phần mô tả mình bấm chữ tắt. Rồi bấm start chờ load dán chút các bạn. Rồi các bạn join vào cơ nữa. Dán thế này thì cậu về cậu ăn mai thôi các bạn. Hy vọng nó về thì không về thì thôi mà cũng chả mắc cái gì dòng châu Phi các bạn. Những dáng thế này nếu mà không làm thì nó về thì rất là tiếc. Rồi nhiệm vụ tiếp theo các bạn lưu cấp trang các bạn GE3K. Rồi các bạn chờ bot phân hồi chút xíu nha các bạn. Là máy lớp các bạn đừng chọn nha các bạn. Rồi website nó, các bạn có thể vào đây check website nữa các bạn, nhấp vào mình xem website nữa. Các bạn chờ chút nha các bạn. Đây là một website đầu tư của nó này các bạn. Giới thiệu đi sắp có tiết kiệm và đầu tư đi tiền điện tử. Đây mỗi sai đầu tư của nó thôi các bạn. Rồi bạn bắt up đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi các bạn follow theo word và review cho bên. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Đúng xuống các bạn like cho nó bài nè. Các bạn tự quyết cho nó bài nha các bạn. Rồi like cho nó hai bài luôn. Website này đầu tư. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào Don các bạn, đi nhấp vào đây cái. Các bạn nhấp vào đây tự quyết nó một cái. Các em của nó các bạn, ở cộng DE làm giống ta nha các bạn. Các bạn ở cộng EAGN. Rồi các bạn bấm vào trả lời nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Don. Rồi các bạn chờ lúc nhắn chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn có thể dùng cái địa chỉ mail sale wallet chút. Wallet in playbot nha các bạn. Rất là đơn giản đó. Chúc các bạn lướt xuống các bạn để rồi bạn sẽ chép nè. Rồi bạn gửi cho bot nha mà. Rồi các bạn điền cái username của mình. Copy cái username theo word của mình nha các bạn. Vì mình đã nhớ rồi. Rồi bạn gửi cho bot nha mà. Rồi mình kiếm được nha. Balance. Rồi bấm vào withdraw các bạn. Coi thông tin nó chừng nào cho cũng tiền các bạn. Bot này. Nó nói ai?
Mình xin là chúng tôi gửi vào giấy vào ngày 18 tháng 11 nha các bạn. Hơi lâu, lâu rồi bạn bấm vào link ghép mà lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm. Đến đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.